Đầu tiên mình cho anh em xoay đồ của Tiểu Vi trước. Đây là một trong hai ác có áo như tình ở trong server tụ hiền trang của chúng ta. Chiếc áo như tình của server bây giờ đang có giá dao động từ 20 tới 25 triệu đồng. Ôi, Tiểu Vi bật công khai thủ tính ấy. Anh em ơi, những cái này anh em làm trước giúp mình mỗi trận đấu với. Đằng nào chúng ta cũng có cái clip xoay đồ rồi, xoay điểm rồi. Bật hết công khai thủ tính lên giúp mình, để khi mình xoay nó sẽ không mất thời gian em ạ. Đấy, bật công khai lên em ơi, bật công khai lên. Đằng nào cũng có một cái clip xoay đồ rồi, có dấu nhằng dấu được. Đấy, cảm ơn nhé. Đấy, ok anh em. Em thấy này, ở trong cái phần chat của Tiểu Vi có một cái dòng này, là dòng phím tắt, chữ V này, chữ shit thì là ngồi. Đấy, dùng phím chữ V để ngồi. Ok anh em, nào 40 giây để chúng ta dự đoán xem ai sẽ là người giành chiến thắng ở trong cuộc đối đầu của hệ thổ này. Anh em bình chọn cho bố mày thì sẽ comment cho mình phím 8 nhá. Còn để biểu, để bình chọn cho Tiểu Vi sẽ comment cho mình số 5. Nhà Côn Lôn là số 8 anh em nhá, còn Tiểu Vi là số 5. Một Côn Lôn xét và một võ đang cầm cái kiếm này thì mình cũng chưa biết đi theo đường gì. Không biết thì sẽ là thiên địa vô cực cá nhân kiếm đây. Trận đấu bắt đầu. Vậy là thiên địa vô cực anh em ạ. Bố mẹ 88 đã lên được bùa, nhưng ngay lập tức Tiểu Vi cũng có một pha giải bùa chính xác. Có thể nói là võ đang chính là phái khắc tinh của Côn Lôn ở trong những pha solo như thế này. Khi Côn Lôn búp bùa bên tu ảo ảnh và bùa làm âm tu đánh nội công thì võ đang họ sẽ giải trừ được. Cửa sáng đang dành cho Tiểu Vi rất nhiều trong trận đấu ngày hôm nay. Hơn thế nữa thì lượng kháng lôi của bố mày 88 là không nhiều. Bố mày 88 đã phải lên ngựa rồi, búp cho bao nhiêu bùa để đủ đây. Bởi vì Tiểu Vi chỉ cần thoát ra thôi, anh có thể sử dụng xuất ư bất nhiễm để giải trừ đi tất cả những hiệu ứng. Đó, đó là skill 12x của võ đang. Chúng ta hay gọi nó một cái tên rất ngắn, đó là giải bùa. Đối một phái thiên về bùa như bố mày 88, khi gặp một phái giải bùa như Tiểu Vi, võ đang thì gần như đã là cửa dưới rất nhiều rồi. Vâng, để bình chọn cho Côn Lôn thì anh em sẽ lên cho mình số 8 nhá. Còn để bình chọn cho võ đăng Tiểu Vi sẽ lên cho mình số 5. Em rất là nhiều. Chúng ta đang đến với live stream với Việt Nam trong vòng 1 của Võ Lâm Minh Chủ. Giải đấu lên tới 100 triệu đồng tiền mặt và gần 300 triệu đồng phần thưởng in game dành cho anh em nữa. Một giải đấu rất lớn. Vì thế sự chuẩn bị các cầu thủ chúng ta là rất tốt. Nhằm thấy được cục càn khôn song tuyệt bội của bố mẹ 88 hiện tại đang có giá tầm khoảng 5 triệu trong server. Còn cục nhất kỳ càn khôn phù của Tiểu Vi thì cũng tầm khoảng gần 2 triệu. Giá ca vạn của server bây giờ đang ở mức là 180.000 tới 250.000 tùy từng thời điểm. Sau khi đã open được 6 tháng rồi, gần 6 tháng em ạ. Nói 6 tháng là điêu đấy, gần 6 tháng rồi. Bắt đầu từ ngày mùng 7 tháng 1 và đến bây giờ đã là ngày 12 tháng 6 rồi. Tiểu Vi đang lợi thế hơn rất nhiều đến từ Q12 giải bùa của mình. Trận đấu này thì ai mới thực sự là bố mày hay ai sẽ là mẹ mày nữa đây. Nếu chiến thắng được trận đấu này thì Tiểu Vi có thể sau khi kết thúc mùa của Lâm Minh Chủ, chị sẽ đổi tên là Tao Là Mẹ Mày, để đối ứng lại với Akolon Tao Là Bố Mày 88. Trận đấu đã bước vào phút thi đấu thứ 5 rồi. Vâng, bây giờ Tiểu Vi mới lấy được tọa vọng anh em ạ. Thiết thật, một sở kiêu rất quan trọng của võ đang mà lại quên. Có lẽ là choáng váng trước một ngoại trang khá đẹp trai của 88. Một chiếc nón đá và một chiếc áo theo phong cách của hiệp cốt. Đó, rất đẹp trai. Nên là chị có một chút sơ nhãng và quên búp tọa vọng vô ngã lên. Thấy được rằng nếu Tiểu Vi không giải trừ được mê tung ảo ảnh để nó kết hợp với lối động cửu thiên thì sẽ là rất nguy hiểm. Vâng, lần thứ tư trong trận đấu này
Bố mẹ tám tám đã phải bung Lưỡng Nghi rồi. Lưỡng Nghi thì không khác gì là một cơ hội đánh đổi của Côn Lôn. Chỉ có 25% để phát động ra được Lưỡng Nghi thôi. Còn tới 75% thì sẽ là tử vong. Nhưng rất may bố mẹ 88 có thể sốc lại ở trong pha vừa rồi với tình huống nổ Lưỡng Nghi. Em xem livestream muốn tải game thì truy cập đường link của mình, đó là zvietnam.net nhá. Em có thể nhìn cái banner màu xanh đang nhấp nháy, dòng trên là fanpage, dòng dưới là nhóm mua bán. Em rất là nhiều. Vâng, đối với skill giải bùa của Võ Đăng, xuất từ bất tiễm thì nó vẫn có phần trăm giải mít anh em nhá, chứ không phải lúc nào nó cũng là giải thành công. Nên mình nhớ không nhầm thì nó cũng là 85% thành công, hay là 60, lâu lâu mình cũng không nhìn lại Võ Đăng. Anh em nào ở trên livestream có thể tư vấn lại giúp mình với, là cái tỷ lệ bùa giải bùa của Võ Đăng là bao nhiêu phần trăm nhỉ? Là 65 hay là 85 nhỉ? Xuất từ bất tiễm của Võ Đăng đấy. Rồi, Knock Xiao đếch và tuyết 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 tuyết, một pha giải bùa chính xác của Tiểu Vi và một đòn kết liễu lạnh lùng của chị luôn.